Rồi, Thuận xin chào anh em nha. Thì khi mà anh em nhận được cái lo Bình Thuận thì nó sẽ có một cái địa chỉ ở đây và một cái bịch bao là giống như vậy anh em. Thuận thí dụ hình dung cho anh em thôi, coi thôi nha. Thì xong rồi anh em nhận được đúng không? Anh em mở cái lo ra, anh em mở cẩn thận cái này ra nha. Coi chừng nó bị chạy cái hộp nó. Anh em lấy cái lo ra, Thuận quay một file nên anh em thông cảm. Đó, cái lo nó là như vậy nha anh em. Thì bên trong cái lo này là anh em có lấy luôn cái thẻ nhớ đồ này nọ thì sẽ có cái thẻ nhớ trong đây. Thì khi anh em nhận được anh em sẽ mở ra đó. Thấy không? Thì bên trong cái lo là nó gồm có cái này là cái micro, nó không quan trọng. Nếu anh em quan trọng thì dùng để nói chuyện hoặc là buôn bán mấy cái đồ giảng bài đồ này nọ, này bỏ qua một bên nha anh em, không cần phải giới thiệu cho anh em. Và đây là cái đầu mod, anh em lưu ý nè, cái đầu mod nè, khi anh em muốn sử dụng đầu mod thì anh em gạt này xuống, thấy không? Và anh em đặt cái thẻ thì sẽ có cái thẻ, Thuận bỏ trong đây sẽ dán băng keo lại đó, anh em thấy thẻ không? Còn cái lo thì nó sẽ nằm trong một cái túi như vậy, cái túi này để anh em ngụy trang đó. Thuận lấy cái lo ra cho anh em coi. Thì khi anh em lấy cái lo ra thì anh em sẽ để như vậy, anh em mở lên đó, anh em mở lên xong anh em lấy cái thẻ nhớ lúc nãy trong cái hộp này nè, thấy không? Anh em đổ ra, đút vô cái khe này, đút cẩn thận, nó rất là dễ bị lọt vô trong nha anh em. Nó lọt vô trong đó, anh em đút không được thì anh em cứ nhấn ra nhấn vô, tại vì nhiều khi cái thẻ đi bây giờ đó vô rồi nè anh em. Anh em mở mới đầu là mở nhỏ thôi. Đó, thì đây là cái đồng mod. Anh em gật nó xuống để sử dụng. Anh em bấm nè, thích qua bài khác bấm đây, thích lùi lại qua bài khác, qua bài khác anh em tắt. Khi mà anh em sử dụng xa anh em kéo cái anten này lên, không bên này nữa đó. Cái lo này điều khiển là tầm được 300 m đến 400 m nha anh em, có thể là 100 200 tùy theo địa hình. Và đây là cái cục sạc nha anh em. Thì bên Thuận là mới ra một cái tiếng dơi mới, tiếng dơi này là anh em sử dụng nó ok hơn, thì nhân dịp Thuận sẽ chép tiếng dơi mới và tiếng dơi cũ cho anh em luôn, cho anh em nghe thử tiếng dơi mới luôn. Tiếng dơi mới này là anh em sử dụng buổi tối cho ít sữa hơn nha anh em, tại nhiều anh em đó, anh em nghe đã không đó. Thuận xin chèn cái bài nhạc lên cái bài tiếng dơi kêu này, nhưng mà khi anh em mua là Thuận sẽ không để tiếng nhạc vô nha anh em đó. Anh em bật qua cái này có đúng một bài, anh em lớn nhỏ đây, bật lớn này nè, nó nhỏ nè, tắt. Thì khi anh em nhận được xong hết thì anh em muốn USB thì Thuận sẽ chép USB, còn không thì anh em mua cái đầu lọc thẻ nhớ gắn cái thẻ vô là thành cái USB nha anh em. USB thì cắm vô đây. Thì cái cách làm thì Thuận xin giới thiệu nhẹ luôn cho anh em, thí dụ như đây đi đó, Thuận nãy Thuận có vẽ sơ nè đó, thí dụ đây là cái chòi đúng không anh em, cái chòi dơi như vậy. Thì anh em thấy cái chòi dơi không? Đây là cái chòi dơi. Thì chính giữa cái chòi dơi tuốt trên cao là chiều cao nó từ 6 đến 9 mét. Anh em câu cái lò lên trên này để cái lò trên này nè. Anh em làm cái dây giống như thợ hồ mà câu cát gạch đá lên, anh em kéo lên. Không? Buổi tối tầm khoảng 3 giờ đến 3 rưỡi anh em mở lên khoảng chừng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, có thể là 3 tiếng, tùy theo anh em thích như thế nào thì mở. Anh em có thể đứng xa ra tầm khoảng 200 đến 300 anh em điều khiển. Nếu anh em điều khiển không được anh em kéo cái dây này ra, không? Và khi anh em sử dụng xong anh em thả nó xuống, anh em sạc tối chiều 5-6 giờ anh em đưa nó lên. Khi mà bầy dơi mà nó về nhiều quá anh em mở tiếng nhỏ, anh em bỏ luôn trong bên trong cái chòi, bỏ lên cái chòi luôn. Thì lúc đó dơi nó sẽ thích hợp để đậu vô ở lại chòi của anh em. Thì mọi thắc mắc anh em có thể bấm ở đường link bên dưới để tìm hiểu thêm một số clip, và anh em liên hệ số điện thoại bên đây. Rồi cảm ơn anh em, chào anh em, chúc anh em có những ngày tháng vui vẻ thành công trong con đường đã chọn. Xin chào anh em.